Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ khác mà Chúa Giêsu yêu. Bà nói: người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu. Bây giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ, cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bây giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó và khăn che mặt để trên phía đầu người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bây giờ môn đệ đã đến trước cũng vào. Ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ, là người đã viết sách Tin Mừng Gioan và đã viết thư của Gioan, và thậm chí theo truyền thống chúng ta được biết là cả bốn cái thư của Ngài viết ra đều có cùng một tác giả của từ phía Ngài. Và trong cái tin mừng của Thánh Gioan và thư của Thánh Gioan chúng ta nghe trong ngày hôm nay nhắc với chúng ta điều gì tuyệt vời về Ngài? Thứ nhất, chúng ta biết là Gioan là người môn đệ Chúa yêu. Chúa yêu thương người môn đệ đó. Tại sao người môn đệ Chúa yêu? Nghĩa là đâu có ai nói điều đó đâu. Nhưng mà để nói được người môn đệ Chúa yêu, nghĩa là cái người viết ra kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình. Ông kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình qua nhiều biến cố. Và một trong những biến cố đó là biến cố ông ở chân thập giá, biến cố ông ở bên cạnh đặt vào ngực của Chúa để hỏi Chúa. Và biến cố ông chạy đến mộ và thấy xác Chúa không còn. Và từ đó trong bài đọc 1, Thánh Gioan có nói, thư của Thánh Gioan, ông nói rằng điều tôi đã thấy, chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã tận tay sờ được. Và những gì mà tôi kinh nghiệm được, tôi chia sẻ với anh em, để anh em được hiệp nhất với Chúa, để niềm vui của tôi cũng là niềm vui của anh em, để niềm vui trở nên trọn vẹn. Từ điều đó chúng ta được mời gọi học cái gì từ Thánh Gioan, thưa anh chị em? Thứ nhất là kinh nghiệm được Chúa yêu thương. Cái kinh nghiệm được Chúa yêu thương nó sẽ không bao giờ được trọn vẹn nếu không được chia sẻ với người khác. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra với nhau, đâu là kinh nghiệm được Chúa yêu thương? Thưa, đó là khi chúng ta được sinh ra, được lớn lên, được làm con cái Chúa. Và qua những ngày Bát Nhật Chúa Giáng Sinh, chúng ta kinh nghiệm được Chúa đến gặp chúng ta, chạm vào chúng ta bằng chính con một của Ngài. Chúng ta vẫn tiếp tục nhận được con một Chúa qua chính bí tích thánh thể. Mình kinh nghiệm được sờ vào, được nghe lời của Chúa đó, phải được diễn tả qua cách chúng ta sống với tha nhân. Chúng ta loan truyền cái kinh nghiệm đó như thế nào? Người ta nói một niềm vui mà không được chia sẻ, niềm vui đó không có ý nghĩa. Vậy thì Thánh Gioan làm chứng cho điều đó, và tin mừng của Ngài luôn luôn nhắc đến tình yêu của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã chia sẻ con một của Ngài cho chúng ta. Vì yêu thương, Chúa đã làm người. Và từ đó chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta, trong tâm tình của người môn đệ Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng đến với tha nhân với cái niềm vui vì được Chúa yêu thương mình, và chia sẻ cái niềm vui đó cho người khác. Cái điểm thứ hai con muốn chia sẻ ở đây, đó là gì? Trong cái biến cố Gioan và Phêrô cùng chạy ra mộ, trong bài tin mừng nói người môn đệ Chúa yêu chạy trước, mà tất cả đều hiểu người đó chính là Gioan. Khi họ chạy ra mộ thì có lẽ vì Gioan là người trẻ hơn nên chạy nhanh hơn. Nhưng mà ông chạy đến, ông thấy ở trong mộ, nhưng mà ông dừng lại, ông không bước vào, ông chờ Phêrô đến. Và khi Phêrô đến, Phêrô vào, ông cùng vào, và ông thấy rồi ông tin. Và người ta nói đây là một cái biểu hiện của tình yêu thật. Gioan kinh nghiệm được Chúa yêu thương
và ông ta sống cái tình yêu đó bằng cách nào? Yêu luôn luôn là người đi bước trước của tình yêu, chạy trước. Người yêu thương là người sẵn sàng đi bước trước trong tình yêu. Nhưng mà người đi bước trước không có nghĩa là người giành cái phần thắng, phần mình chạy đua, mình không có giành cái phần vô địch cho mình, không giành phần thắng cho mình. Nhưng đi bước trước cũng chờ đợi cái người bạn cùng đến với mình, cùng kinh nghiệm với mình. Và khi cùng kinh nghiệm với mình thì cùng tin vào cái tình yêu đó. Và chúng ta thấy Gioan đã làm điều đó. Ông đi bước trước trong tình yêu, rồi ông chờ người anh em, người môn đệ, chờ Phêrô đến để cùng kinh nghiệm về Chúa với mình. Và khi kinh nghiệm về Chúa, ông tin và ông loan báo điều đó. Chúng ta cũng suy tư trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta có đi bước trước trong mối tương quan của tình yêu, trong gia đình, trong cuộc sống hay không? Và chúng ta đi bước trước như vậy, chúng ta có giành phần thắng về phía mình, hay là chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi người bạn của mình, người anh em của mình, trong cái sự kiên nhẫn để họ có thể cùng kinh nghiệm với mình, chứ không phải giành cái phần về phía mình. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Gioan cho mỗi chúng ta cũng là chứng nhân của tình yêu Chúa cho nhau, cho tha nhân, và đặc biệt trong thế giới còn đầy khó khăn, đau khổ xung quanh chúng ta, để mọi người cũng được kinh nghiệm của tình yêu và niềm vui về Chúa, và niềm vui đó được nhân đôi. Amen.